Anh là ai mà anh cứ đi theo dõi tôi từ nãy giờ đấy à? Anh sàm sơ đúng không? Không. Anh đây. Em không nhớ anh à? Cái vụ bắt trộm xe máy ấy. Em nhớ ra anh rồi. Anh tên là anh Kiên đúng không? Anh là con của bạn Bắc Thùng đúng không? Đúng rồi, anh con bạn Bắc Thùng. Đau mồm quá. Anh làm cái gì mà anh cứ lấm la lấm nút anh đi theo em đấy? Rình mò cứ như là tên biến thái. Đâu, anh định chính thức làm quen với em ấy mà. Anh muốn làm quen với em á? Chẳng có ai làm quen như anh cả. Làm quen kiểu như anh à? Thì người ta thụ cho thêm mấy thụ nữa đấy. Đâu, lúc đấy anh định giải thích nhưng mà võ em cao quá cho nên là ra đòn liên hồi, đau mồm không nói được. Ai bảo là anh giống tên biến thái cơ? Lúc nãy em đấm anh có đau không? May cho anh ấy, chưa để muộn thêm tí nữa có khi là gãy xương luôn ấy. Em có võ đấy. Anh biết, nhưng mà em ơi, anh đau quá. Anh đau ở đâu? Anh đau toàn thân, nhưng mà đau nhất là ở vai em ạ. Em xem nào. Còn đau cả tim nữa. Đau cả tim nữa? Em có đánh vào tim anh đâu. Em ơi, nhà em ở gần đây đúng không? Vâng. Em có thể đưa anh vào nhà em kiểm tra giúp anh cái không? Em sợ anh đi giữa đường anh lại ngất ở đấy thì chết. Thôi được rồi, để em đưa anh về nhà. Anh đi với em ạ. Anh cảm ơn. Thế thôi anh tự đi đi. Chú ơi, chú giúp cháu ấy được không ạ? Để chú bóp cho. Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ, chú giúp cháu ạ. Chú đau quá chú ạ. Chú nhẹ tay lắm rồi đấy nhá. Úi dồi, từ chú ơi. Chú có nhẹ thế nào nhưng mà lực của đàn ông nó vẫn đau chú ạ. Hương ơi, dạ. Em có thể giúp anh được không? Dù sao em cũng là người gây ra cho anh thế này. Em giúp anh cho nó nhẹ nhẹ. Để em làm ạ. Em giúp anh cái nhá. Đau. Tay em mềm thế. Sao tay em mềm thế? Sợ quá. Này, anh thích đôi tay của em đấy. Này thì chính định đấy. Sao lại đau? Chứ không là tôi là mà hả? Đây nhà tôi mà. Kiên này, như vậy ấy là cháu không sợ lực tay của đàn ông mà cháu chỉ sợ lực tay của chú thôi nhá. Cũng có thể là vậy. Phương. Dạ. Đây là ai? Đây là con trai của bạn bố anh đấy. Lúc nãy em có lỡ tay em đấm anh ấy mấy cái làm cho anh ấy đau, nhưng mà đúng là lỗi của em thật ạ. Xin lỗi chưa? Xin lỗi rồi. Giờ cũng xoa rồi, bóp cũng bóp rồi, đúng không? Nhà anh ấy về. Đi. Lại chật. Đau. Nữ diễn viên. Ông không nghe thấy Hương lại nói à? Đây là do Hương gây ra cho tôi. Mà bây giờ tôi sống một mình, đúng không? Bây giờ những cái sinh hoạt cá nhân của tôi, sinh hoạt thường ngày của tôi thì ai lo? Có khi là là sao? Thì Hương phải có trách nhiệm với tôi chứ. Cái gì? Hương phải. Anh cấm nhá. Thầy. Anh định ăn vạ em à? Con có quyền gì mà con cấm? Thì nếu em hiểu như vậy thì cũng được. Sao anh vô lý đùng đùng? Thôi bây giờ thế này nhá. Hương ấy làm anh Kiên đau. Dạ. Thì Hương phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Hơn nữa nhà ta vẫn còn phòng trống. Chú quyết định thế này. Hương, cháu lên một phòng dọn dẹp sạch sẽ rồi để anh Kiên ở đấy nhá. Anh ấy ở đây ạ? Bố đã quyết định rồi. Cứ thế mà làm đi. Dạ. Cháu lên dọn đi. Cháu xin phép ạ. Dạ. Chào, cảm ơn chú. Kiên này. Dạ. Chú có một điều thắc mắc nhé. Dạ. Chú biết cháu là một người rất giỏi võ. Vậy mà tại sao để Hương nó đánh ra nông nỗi này hả? Chú ơi, thỉnh thoảng đôi khi cháu muốn tự mình đi ăn đòn chú ạ. Phải có bước 1 nó có bước 2. Chú hiểu không ạ? Chú hiểu rồi. Chào, cảm ơn chú. Chào, cảm ơn chú. Chú mở đường cho cháu. Bây giờ cháu lên cháu
giúp Hương ạ. Ờ đúng rồi. Lên giúp giúp em nó một tay. Ờ, quên, cháu vẫn đang đau ạ. Ôi, đau quá. Ôi trời, lên đi. Ôi 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 giời cả. Cái thằng này. Bố, nó dối trá như thế mà bố lại cho nó ở trong nhà là sao hả? Nuôi ong tay áo, nuôi cáo nhà đấy. Bố thấy Kiên nó cũng tốt tính mà. Tốt gì? Hơn nữa ấy, đàn ông theo đuổi phụ nữ có dùng một chút thủ đoạn bố thấy cũng không sao cả. Bố còn nói như thế nữa, bố còn bênh vực nó nữa, bố còn gán ghép nó với cả Hương là làm sao? Ôi, thế liên quan đến con à? Chả liên quan. Thì đây, vì không liên quan gì tới Hương cho nên bố thấy ai hợp với Hương thì bố bắt cầu, đơn giản vậy thôi. Bình thường mà. Cái thằng